Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay bên cửa hàng Phong Mô Tô lại tiếp tục đổi được một chiếc xe rim rim Việt nhá. Con này thì được dọn full mới nhá. Đấy, dọn full mới luôn. Đây em thấy là thấy đèn này, đèn nó đèn LED hai tầng luôn này. Đấy. Mẫu rim này thì cửa hàng vẫn có thể hỗ trợ rút được hồ sơ anh em nhá. Đấy, con này thì dọn full mới rồi. Anh em mua xe thì cửa hàng vẫn bảo hành máy móc 6 tháng cho em sử dụng. Xe cực kỳ đẹp anh em nhé, đấy dọn phun từ dần chân đến dần áo nhé, đây dần chân ốc tán là dọn cực kỳ mới đẹp luôn anh em nhé, đấy, đây mình sẽ quay tổng thể xe cho anh em một vòng nhé. Hiện tại thì con này thì cửa hàng đang bán với giá là 25 triệu anh em nhé, anh em muốn rút hồ sơ thì mới thêm phí nhé, có thể rút được hồ sơ cho em luôn, biển 73, đấy, biển 73, con này thì nó đăng ký là bao nhiêu nhỉ? 201 ha, đấy, cửa hàng thì hôm nay mới đổi được một chiếc này. 201 con này dọn full mới luôn em nhé. Đó, 201 về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Siêu đẹp luôn, từ dần chân lên dần áo là cực kỳ đẹp rồi. Yếm việc và vẫn còn nguyên em nhé. Anh em mua xe cái hàng này giữ lại yếm cho anh em luôn. Đấy. Xe thì mới rửa ráy xong mới lên sóng nhanh cho em ha. Đó. Đây. Đó. Anh em bên xa thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship toàn quốc em nhé. Đấy. Đây, để đạp lên cho em hết bình rồi. Đó. Máy móc thì bao thì thầm luôn. Đấy, xe đẹp liền là về là anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đây, dàn chân ốc tán này, đó, máy móc thì cực kỳ êm luôn. Đó, thế này, đó, dọn giữ lại từ trong ra ngoài cho anh em rồi. À, mọi chi tiết xe khá là đẹp liền là. Đó, lên thêm rửa trước, đó, yếm việc còn nguyên nha. Đó, đây bật đèn pha này cho anh em xem này. Đó, cực kỳ sáng luôn nhá, pha rất là sáng em nhá. Đó, quá đẹp luôn. Đó, 25 triệu anh em nhé, 25 triệu. Đấy, anh em rút hồ sơ thêm phí ha. Đó. Anh chị em nào ở gần Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh thì có thể là ghé đến trực tiếp cửa hàng. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nhé. Để xem xe trực tiếp nhá. Còn ở anh em ở xa thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship toàn quốc nha anh em nhé. Đó, ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Xe thì mới về, mới rửa luôn ha. Khách mới đổi lại cho cửa hàng. Đó, máy móc thì thầm, em ru luôn. Mọi chi tiết hoạt động bình thường. Ok anh em nhé. Yếm việc là vẫn còn nguyên cho anh em luôn nhé. Anh em nằm rút hồ sơ, cửa hàng vẫn hỗ trợ rút nhé. Con này thì hiện tại thì nó đang nằm ở biển 73. Đó. Rồi ok, đấy, hôm nay thì mình làm một cái video ngắn để quay chi tiết về chiếc xe này. Mới về mình cập nhật nhanh cho anh em ha. Anh em cần chi tiết hơn thì có thể liên hệ trực tiếp số Zalo trên mình nhé. Đấy. Cửa hàng có ship siêu toàn quốc nhá, vẫn có thể là rút được hồ sơ nếu anh em có nhu cầu ha. Rút hồ sơ thì anh em có thêm phí thôi, cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em rút nhá. Còn bây giờ thì cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Video và số Zalo và địa chỉ tìm có ghi trên màn hình rồi, anh em cần chi tiết thì liên hệ nhá. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại ha.